bởi vì mình đâu có làm gì đó. Là nó kêu tôi là... ngồi cũng như tôi ngồi như cái cục đá vậy đó, chim, nó đâu sợ. Chim ghẻ quà. Chim ghẻ quà. Nó khùng dữ lắm nha, con chim đó nó khùng dữ lắm. Khao khát là chim ngày đó. Nào ngày nào chú chim nó cũng 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 mà nó lại cho nó hù mà nó mà trường lăn nó còn nữa đây á. Còn lên đây chơi tôi hồi nó mới đi. Dạ thôi. Nó lớn mà nó đẻ, nó có cái ổ mận lớn này, nó mận khéo thiệt là khéo vậy đó. Yeah. Nó đẻ có hai trứng nở hai con, còn trống còn mai. Nó nở hai con còn trống mai. Đẻ trứng nó chưa à? Mà đẻ chỉ hai trứng thôi hả sư? Đẻ có hai trứng à, không có nhiều. Yeah. Nó vậy đó. Rồi bây giờ đi á, nó đi ấp rồi á. Nó ấp trứng, nó đẻ cho mấy cây nhãn á. Dạ. Dạng nãy con thấy là ba vòng vòng ở đây hoài nè. Nó lại quậy giấu à chú đây lắc lại rồi nãy giờ nó lại quậy giờ biết mấy lần nó lại cái lại nó lại nó chơi chơi hậu hậu cái nó hậu cái bắt đầu đi về áp rồi hậu là con chim ghẻ quạt đó nó có sự thích gì không hả sư? Có con gì cũng có chứ, con gì không có, con gì dạ. Cũng có sự thích chứ dạ. Con mũi còn có kìa. Dạ đúng rồi sư, sư kể câu chuyện con mũi. Con muỗi tại sao nó cắn mình rồi nó chết hả sư? Chứ nó không có sống hả sư? Sao không sống được? Tôi hỏi cô mình không đạp nó cũng chết đó. Dạ không đạp bởi cũng vì chết. Bởi vì nó cố ăn. Nó cố ăn nó cắn thì nó cắn mà cắn họng nó chịu không nổi. Cắn trên nó. Thì nó cắn hết nổi nha. Thánh thần cắn không nổi trong bóng cái đồ cai cắn chút bao bay nổi. Dạ. Cắn cái đồ rớt xuống ngồi đó ngồi chống tới gì chống tới. Bao giờ chống tới gì hoài. Cái vừa tiến lại nó bu ăn trời, tiến lại nó bu con này cắn dọn này cắn cắn dọn này kia trời ơi nó bu lên ăn đem chân nó rồi tha đi ăn trời không còn, bởi vì cái nó cắn mình no cái bụng nó máu không đó, rồi kiến nó ăn luôn ba cái máu mình nó cắn vô á một chút xíu à thì nó đặc bẹo rồi. Dạ. Cũng như quyết gạo quyết đậu quyết keo gì đó đặc sệt. Dạ. Có phải là con lăng quăng nó sanh ra con mũi không sao? Nó cái con quăng á nó thành con mũi, cái con lăng quăng á là cái chất dơ giấy, bởi vì nó nhiều khoa học nó cũng không biết con quăng quăng nên nó bị bại cái con quăng quăng cái gì nó cũng thành quăng quăng được vậy. Mấy cái ao sành mấy cái liễu cống mấy cái đường hẻm mấy cái hầm nước mà dơ thì dơ xanh lè không. Yeah. Thú bắt không nha, quăng quăng dữ lắm. Yeah. Mà quăng quăng mấy cái chỗ mà nước dơ quăng quăng càng bự con quăng quăng bự đó. Rồi nó thành con quăng quăng nó bự mà nó dài vậy nè. Yeah. Có nó khi con quăng mà nó ở dưới nước đúng cái ngày tháng của nó rồi nó đậu thành con mũi. Con quăng á thì nó cũng như con dò vậy, nó không có cặn căng cái ngày cái nó mọc bốn cái giò rồi mọc cây kim mọc hai con mắt rồi mọc hai cái cánh đó. Là bắt đầu cái mình nó cục lại gì có cái đít có cái đầu, cái này chú có cái đầu chứ mới con quăng không có cái gì. Nó uống nước không mà sống, nó uống nước không có ăn gì đâu. Yeah. Không có ăn gì. Uống nước không sống. Cái rồi khi nó mọc hai cánh rồi cái nó có hai con mắt, có cây kim, nó đâu có miệng. Cái rồi nó mới bò lên trên cỏ thì nó bò đeo cái cỏ gì. Nắng này chút khô nó bay đi thì ban ngày nó đâu có dám vô nhà. Rồi nó bay đi nó đeo dưới cây cỏ thì nó đeo dưới dạ cây, đeo dạ lục bình nha. Biết bao nhiêu lục bình nó mát rồi, không biết bao nhiêu đó. Nó cái lá lục bình vậy nó đậu dài dưới này. Hay nó đậu mưa gì cũng chết luôn đó. Còn cái mà ban đêm mà càng vàng hơn tới sáng hơn. Mưa lớn là chết hết, bởi vì cái những cái con muỗi mà bay đi á, bay đi ngoài trời gì là chốc lóng nè. Mưa lớn hột mưa nó bự bự vậy là dưới mưa nhiều nhiều cái hột mưa đó. Yeah. Rồi nó hột mưa chúng nó chịu có nổi chứ con muỗi mà chịu đâu có nổi. Yeah. Rồi ướt cánh cũng chết. Ướt cánh đâu bay được. Hai cánh ướt đâu bay được, phải rớt xuống đất. Rồi lạnh chết. Rồi rớt xuống đất cũng chết. Nó mưa lớn chết từ không còn còn nào. Mà con muỗi á ngày nào nó cũng quá xanh. Nó cũng con quăng quăng nó cũng thành muỗi, ngày nào cũng chết. Mà nó những cái con muỗi mà thành con muỗi, con quăng quăng thành con muỗi. Cái số mạng nó có 3 ngày thôi. Có 3 ngày. Con muỗi thôi sư. Con muỗi sống được có 3 ngày thôi. Có 3 ngày thôi. Nếu mà nó bữa nay nè. Dạ. Giấc trưa này là nó thành con muỗi nó bò lên cỏ luôn. Mày mơ mày bỏ lên cỏ khô đeo cái cỏ gì. Cái hồ khô hai cánh cái nó bay nó trốn trong mấy cây cỏ lá bự bự cái nó trốn đeo cái dạ dưới trốn. Cái đó nó sẽ đặng nó cắn mình.
cái con muỗi mà nó vô đó vô kiếm cắn mình á. Dạ. Chứ hồi nó dưới nước nó uống nước không à, ăn uống dơ dái đâu có biết cắn má mình, mà hãy rành con muỗi một cánh vô cắn mình, cái vô cắn mình cái cắn à vô cắn mình cái thì bị đau quá đó. Cô con cũng như cây kim giá đồ mà cô đâm vô cho thịt mình cái nó nhảy ngột luôn. Cái đau quá cô, cái đau quá cái cô giật mình đập cái ngay chỗ đau cái chỗ chặt. Rồi khi mà cô thấy nó lại nó đeo mình nữa, thấy nó lại nó ghim nó đeo mình đâu, đập cái chết bèo. Con muỗi nào đi vô căn ta cũng có muỗi được sống chết hết. Dù dạ. mấy con muỗi mà nó nhát á, không dám đi ăn. Đeo cái cỏ đeo hoài, ở ngoài đi vô đi kiếm căn ta thì căn ta là người ta đập chết. Vô nhà cắn ta, người ta đập chết. Mình nói là ngoài này mình không cắn ai, họ không ai đập mình. Ở ngoài đúng 3 ngày 3 đêm đói quá chứ khổ. Nó đói nó chịu nổi. Nó đói cái bụng không có chờ chết khu gan luôn. Nó đói cũng chết. Có 3 ngày chết. Mà no cũng chết hả sư? No thì no cắn ta, cắn nà ta chết liền. Tối vô cắn ta, thằng dạn vô cắn ta. Ta đập nó chết. Dạ. Cái lộ này da rồi lộ á, thằng dạn mà chà lặn một cái con ngủ. Đeo đặt mình luôn. Cái bọn bọn lỡ vô thì sát kháng rồi nó đeo hai cái vò chỉ là vuốt thôi, mới là vuốt xuống một cái chết không còn còn hai cái tay máu không. Dạ. Một cái vuốt rồi này rồi vuốt cái vò này rồi một lát và làm vậy đó chứ còn đừng có nó đập nó biết bao nhiêu nó làm trăm ngàn con nó làm ru quá trời biết bao nhiêu nó. Dạ. Dạ. Còn ở đây thì đốt đèn điện thì nó sợ nó không dám vô, nó cũng có vô một số thôi, một cái con vô còn nói về đốt đèn cày thôi nó cắn no luôn, nó cắn vô ngồi đây. Tôi ngồi đây tôi lục kinh sáng đêm này. Vậy mà sư ông không có dân mùng luôn. Trời, tôi ngủ mà tôi ngủ mũi là tôi ngủ cho nó cắn. Không có bận áo gì nữa, tôi bận cái áo thun sát nát vậy nè, bận áo thun. Dạ. Cái này bận quần xà lõn nữa, sát kháng nữa. Mà tôi làm tôi ngủ vậy là sau mấy chục năm rồi đó. Tôi ngủ từ hồi nhỏ tới lớn. Từ hồi mà 10 tuổi mà cho tới ngày giờ này là cô tính nó cắn cũng biết bao nhiêu. Dạ. Máu. Tôi một ngày tôi có bao nhiêu máu đó, không có chân à, không có còn đâu. Có những đêm mà tưởng như là mình chết, không thể là sống nổi. Quá trời luôn, ngủ khủng khiếp mũi. Dạ. Mà tôi ngồi như vậy á, tôi ngồi như vậy mà tôi mận gì mà tôi bận áo tôi ngồi bận quần xì lão, tôi ngồi tới sáng luôn. Mà sao sư không nằm nghỉ sư nằm? Ngồi mới còn muốn chết thì nằm. Nó cắn mình còn muốn chết cho nên nằm. Trời đất ơi, nó cắn nó mua đặt mình lấy hai gọn đặt mình mấy mua đặt cho mặt mày luôn vô cắn đặt chừng. Quá trời mũi tôi ngồi gì mà tôi ngồi cho tới sáng luôn á, cây rồi nó đi trốn hết trơn, mũi nó trời mà sáng á nó đi trơn, cái bắt đầu mới nằm xuống cho nó hết mũi cắn, nằm xuống nó nghỉ. Trời ơi, tưởng chừng chết vậy. Sư ơi, sư vô mùng đi chứ vậy sao sư chịu nổi? Cô thấy nhiều không nổi là trong vòng một đêm là chết ngắt rồi, còn nếu cao lắm là ba yeah. ngày ba đêm cũng chết rồi. Yeah, mày rồi. Này sao mà chung làm một thấy cô cháu cái gì cũng vậy, cái gì trên đời này mỗi cái gì mà có cái gì mà khó khăn mình tập luyện rất như chứng như là được. Yeah. Tôi nè, kể từ bữa nay từ đây sắp tới bất kể là được chết bất cứ giờ phút nào, mà nếu mà cô mà đi tới mà cô xuống đây mà thăm tôi, mà nếu tôi còn sống là hên dữ lắm á. chứ còn tôi cô biết không, tôi bây giờ bỏ xác bất cứ nào cũng được chứ. Yeah. Mang cái xác khổ quá. Tôi thấy trời ơi, tôi mà tôi bỏ xác tôi mà tôi ngồi như vậy là tôi ngồi như vậy mà trong vòng chừng 3 phút là tôi bỏ xác rồi đó, chứ đừng có nói. Yeah. Mà không cần người ta mà ngồi ta tí đồng hồ không đi đâu được chứ. Tôi ngồi trong vòng mà không có 3 phút mà tôi bỏ xác hết rồi. Những cái gì mà bỏ thì dễ, mà bỏ đứt không được mới là khổ đó chứ. Yeah. Bỏ trong vòng bỏ tới 1-2 tiếng đồng hồ hay là 1-2 ngày cũng phải về vô xác. Chứ còn bỏ xác luôn cũng được. Tôi mà tôi bỏ xác mà không ai dám bắt tôi nữa. Người ta gọi hồn về khó xác rồi xứ nó dẫn gì ra tì rồi. Mà tôi cũng không ai bắt. Mà cậu có thể bắt buộc tôi phải vô xác đâu.
Dạ. Tôi không lột xác xô á. Dạ sư. Ủa, lột xác ở đây tôi đứng vậy. Xô té vô xác là bắt đầu cái mình nhập vô xác cái là xong rồi. Dạ. Chứ còn có thấy ai chết mà sống lại đâu. Dạ. Hồng đi khỏi xác thì đi luôn, có một mình lo hồng đi khỏi xác thì nằm cái trừ ra hết thở đó là như dạng đi xác hòm đi. Còn tôi á, bây giờ muốn vậy á, dạ, phải kiếm một chỗ nào kêu bằng thiên thu, tối ngày sáng đêm bán năm, có thể là ở bãi sò mạc hay là ở dưới đường quan vậy đó, đừng có ai tới luôn, là bỏ xác, bỏ đó đi chơi đã rồi, trong vòng mấy năm mấy chục năm mấy trăm năm mấy ngàn năm gì cô không ai thấy chưa, đâu có ai biết đâu, chưa, chừng nào muốn đi ngồi gì, cái mình chết á, mình là hồn mà đều khỏi xác á, thì những cái người thường cái người đời chết là phú quắc. Yeah. Trong vòng 3 ngày là nó xình luôn rồi, bởi vì cái bộ đồ lòng của mình nó quá dừa dái. Yeah. Nó thấm vào cái thịt, cái yeah, thịt nó xình, cái bộ lòng nó xình trước, cái thịt nó xình lên, rồi bắt đầu qua rừng 5-6 ngày sau, 9-10 ngày sau. Cái rừng cô biết hồi thời xưa đó, mà mấy cái nhà giàu đó chết nó không chôn. Yeah. nó để là nó ma để 100 ngày mới chôn, thì tới 100 ngày thì cái hơi của cái người ở trong cái quan tài á. Yeah. Mà nó đóng đinh, nó đóng băng lề chắc dữ lắm á, là cái nó nổ một cái nó mạnh, cô thấy cũng như chiếc bơm 1.000 kg nổ á. Yeah. Biết bao nhiêu người ta nhóc nhà chứ, ầm lên một cái văng cái nắp hòm luôn. Yeah. Là cái xác văng ở ngoài luôn, nó xuống trời rồi bên đây nó chạy không cái được. Yeah. cái hơi của mình mà nó mạnh dữ đó, nó nổ văng cái nắp hòm luôn á, nổ một cái đụng văng nắp hòm. Yeah.